các chiến đấu cơ Hoa Kỳ tìm kiếm chiếc máy bay F-16 bị rớt tại vùng biển Ý Đại Lợi, tính tổng hợp Ý Đại Lợi. Căn cứ không quân Hoa Kỳ Aviano đã gửi các chiến đấu cơ cùng với lực lượng cứu hộ duyên hải Ý Đại Lợi tìm kiếm chiến đấu cơ Ý Đại Lợi bị rớt tại ngoài khơi vùng biển Adriatic. Như chiếc đấu cơ thuộc không quân binh đoàn 31 đã cất cánh vào chiều thứ Tư khi thời tiết thuận tiện cho với tầm nhìn trên mặt biển xa hơn. Lần sau cùng chiếc chiến đấu cơ F-16 do phi công Hoa Kỳ điều khiển đã biến mất trên màn hình radar khi bay qua phía bắc vùng biển Adriatic quốc gia Ý Đại Lợi. Lực lượng tuần duyên tại trung tâm chỉ huy Bravana tiến hành kế hoạch tìm kiếm chiếc F-16 trong nhiều ngày qua, nhưng vẫn chưa tìm được dấu vết của chiếc máy bay bị nạn. Thời tiết xấu và nhiều sương mù tạo ra nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm và cứu cấp.